Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Sử Toàn Thư. Quý vị thân mến, trong video trước, Việt Sử Toàn Thư đã chia sẻ tới quý vị lời dư ngôn ứng nghiệm của cậu bé Ấn Độ về thảm kịch tại Itaewon khiến 156 người chết và 196 người bị thương, gây rúng động dư luận. Không những vậy, cậu bé còn tiên tri chính xác về thảm họa tồi tệ xảy ra tại Ấn Độ. Mới đây thì cậu bé lại tiếp tục đưa ra lời cảnh báo về vận mệnh thế giới trong 20 năm tới. Không ai có thể ngờ rằng, sau những biến cố đã xảy ra, nhân loại phải đối mặt với những sự kiện kinh hoàng khác nữa. Thậm chí, cậu bé còn nhắc nhở mọi người nên cảnh tỉnh trước những hành vi của mình. Vậy rốt cuộc, cậu bé đã tiên tri như thế nào về tình hình thế giới trong 20 năm tới? Liệu loài người phải cần làm gì để bình an vượt qua mọi kiếp nạn? Hãy cùng Việt Sử Toàn Thư đi tìm hiểu ngay sau đây! Năm 2013, tờ India Times dẫn câu chuyện về một cậu bé 8 tuổi, nhưng đã có khả năng phi thường khi đọc thành thạo những câu thơ tiếng Phạn trong Bhagavad Gita, một văn bản cổ nổi tiếng của Hindu giáo. Không chỉ vậy, cậu bé còn thuộc vành vách các chương 9, 11, 12 và 15 trong Kinh Thánh. Cậu bé này chính là Abhigya Anand, người mà giờ đây được mệnh danh là thần đồng tiên tri trẻ tuổi nhất thế giới. Trong suốt 3 năm qua, nhiều lời sấm của Abhigya đã dần trở thành hiện thực, điển hình như cuộc khủng hoảng năng lượng, cuộc khủng hoảng kinh tế, đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, thời tiết khắc nghiệt. Tuy nhiên, nổi bật nhất vẫn là việc cậu bé dự báo chính xác sự xuất hiện của đại dịch Covid-19, thứ đã ám ảnh toàn thế giới trong suốt những năm vừa qua. Mới đây, cậu bé lại tiếp tục đưa ra lời cảnh báo về vận mệnh thế giới 20 năm tới. Không ai có thể ngờ rằng, sau những biến cố đã xảy ra, nhân loại còn phải đối mặt với những sự kiện kinh hoàng khác nữa. Thậm chí, cậu bé còn nhắc nhở mọi người nên cảnh tỉnh trước những hành vi của mình. Vậy rốt cuộc, cậu bé đã tiên tri thế giới 20 năm tới sẽ như thế nào? Chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu ngay sau đây. Tháng 8 năm 2019, trong một video đăng tải lên kênh cá nhân, dựa vào những nghiên cứu về chiêm tinh, Abhigya đưa ra lời thông báo về một mối nguy hiểm nghiêm trọng đối với thế giới sẽ xảy ra từ tháng 11 năm 2019 đến tháng 4 năm 2020. Khi mới có mặt trên nền tảng video, có rất ít lượt xem và bình luận. Đa số những người xem video khi ấy đều cho rằng nhận định của thần đồng nhí là vô căn cứ, viển vông. Thế nhưng, kết quả như ai cũng biết, đến tháng 11 cùng năm 2019, dịch Covid-19 bùng phát ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, rồi lan rộng ra hầu khắp các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Tháng 3 năm 2020, Tổ chức Y tế Thế giới WHO công bố đây là đại dịch toàn cầu. Ngay lập tức, đoạn video tiên tri về dịch Covid-19 đã trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội ở khắp Ấn Độ, Nam Mỹ và nhiều khu vực khác trên thế giới. Vì sự thật đã có mối nguy hiểm nghiêm trọng ập đến với thế giới như trong lời cảnh báo. Còn cậu bé Abhigya thì được tung hô là nhà tiên tri trẻ nhất thế giới ở tuổi 14. Kể từ đó tới nay, Abhigya liên tục đưa ra các dự đoán về dịch Covid-19. Khoảng giữa năm 2021, Abhigya Anand dự đoán rằng đại dịch sẽ chưa thể có những ngày tươi sáng. Cậu bé cho rằng đặc biệt là những biến cố mới được cho là tồi tệ sẽ xảy ra trong khoảng từ tháng 9 đến tháng 11. Theo lời dự đoán, đây có thể là giai đoạn đỉnh mới của đại dịch và tình hình sẽ khó được cải thiện. Kết quả là lời tiên tri trở thành hiện thực khi giai đoạn cuối tháng 11, đầu tháng 12 năm 2021 chứng kiến sự bùng nổ biến chủng Omicron của SARS-CoV-2 khiến thế giới điêu đứng trong nhiều tháng và chỉ có thể vượt qua khi tỷ lệ tiêm vaccine dần được cải thiện. Cũng trong năm 2021, nhà thần đồng tiên tri đã cảnh báo về tình trạng thời tiết cực đoan, khắc nghiệt và một điều gì đó tồi tệ hơn sẽ xảy ra sau ngày 10 tháng 12 năm 2021. Một cách hoàn toàn tình cờ, trong đúng thời gian này, nước Mỹ đã xảy ra ít nhất 30 trận lốc xoáy tại 6 bang là Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri, Mississippi và Tennessee, khiến hơn 100 người chết, hàng loạt nhà cửa và cơ sở hạ tầng bị tàn phá nặng nề. Ngày 11 tháng 12, tức chỉ một ngày sau dự đoán của Abhigya, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố thảm họa lốc xoáy vừa xảy ra có thể là một trong những trận lốc xoáy lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Liền sau đó, tình trạng khẩn cấp thậm chí được ban bố ở Kentucky,
cho thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc. Trước đó, Abigia cũng đã dựa vào chiêm tinh học để đưa ra một số dự đoán chính xác rằng sẽ có hàng loạt thiên tai và thảm họa xảy ra trên thế giới từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2021. Điển hình như vụ đổ tòa chung cư 12 tầng ở Miami, bang Florida, Mỹ, hay trận lở đất xảy ra ở tỉnh Shizuoka, Nhật Bản khiến nhiều người thiệt mạng. Ngày 22 tháng 10 năm 2021, Abhigya Anand đã đăng video dự đoán với tựa đề Global Energy Crisis and Economic Challenges, tạm dịch, khủng hoảng năng lượng và thách thức kinh tế toàn cầu, gồm 7 thách thức lớn mà thế giới phải đối mặt cùng lúc trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 5 năm 2022. Nhiều thách thức trong số đó đang dần trở thành hiện thực, điển hình như cuộc khủng hoảng năng lượng, cuộc khủng hoảng kinh tế, đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, thời tiết khắc nghiệt. Gần đây nhất, Abhigya Anand được cho là đã dự đoán đúng về trận động đất mạnh 7,3 độ Richter xảy ra tại Nhật Bản, sau khi đưa ra lời cảnh báo sẽ có một số sự kiện lớn xảy ra vào ngày 16 tháng 3. Trận động đất rốt cuộc đã xảy ra, làm rung chuyển bờ biển tỉnh Fukushima ở vùng đông bắc của Nhật Bản, khiến nước này thậm chí phải đưa ra cảnh báo sóng thần. Một loạt những dự đoán chính xác về vận mệnh thế giới đã khiến tên tuổi của Abhigya Anand nhanh chóng được nhiều người biết đến và cậu bé sớm gia nhập hàng ngũ của những nhà tiên tri đại tài. Một số người còn so sánh cậu với nhà tiên tri mù Vanga. Mới đây, có thêm những dự đoán của Abhigya Anand đã trở thành sự thật, khiến nhiều người càng thêm tin tưởng thần đồng này. Cụ thể, vào ngày 16 tháng 7 năm 2022 vừa qua, thần đồng 16 tuổi đã đưa ra lời dự đoán về một khoảng thời gian rất khó khăn và hỗn loạn. Thế giới sẽ phải đối mặt với nhiều thảm họa, thiên tai thiên nhiên gây ra hậu quả nghiêm trọng. Đúng như dự đoán, thế giới đã hứng chịu nhiều thiên tai lớn trong những ngày gần đây. Vào ngày 11 tháng 9 năm 2022, một trận động đất mạnh 7,6 độ Richter đã xảy ra tại Papua New Guinea, khiến nhiều người thương vong. Đến ngày 18 tháng 9 năm 2022, nhiều trận động đất mạnh đã xảy ra tại khu vực ở Đài Loan gây thiệt hại lớn, thương vong chưa thể thống kê. Abhigya Anand dự đoán rằng những thảm họa như lũ lụt, hạn hán, động đất, hỏa hoạn sẽ tiếp tục xảy ra trong thời gian tới. Abhigya Anand cũng đưa ra dự đoán về tình hình đại dịch COVID-19. Thần đồng này cho rằng đại dịch đã bước sang năm thứ 3 và có thể là cuối cùng, tuy nhiên vẫn không thể xem nhẹ. Cậu cho rằng vaccine không phải là phương pháp chống lại dịch bệnh, mà khả năng miễn dịch tự nhiên mới là điều quan trọng nhất. Không nằm ngoài dự đoán, vào ngày 14 tháng 9 năm 2022, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã đưa ra nhận định lạc quan, cho rằng đây là thời điểm tốt nhất để chấm dứt đại dịch. Trong khi đó, ngày 18 tháng 9 năm 2022, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng tuyên bố đã kết thúc đại dịch. Bên cạnh đó, Abhigya Anand cũng nhấn mạnh về những căng thẳng địa chính trị sẽ chưa thể dừng lại. Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn đang tiếp diễn. Mới đây, sự ra đi đột ngột của nữ hoàng Anh cũng gây ra một số ảnh hưởng liên quan đến địa chính trị. Ngày 19 tháng 9 năm 2022, Nhà Trắng tuyên bố rằng Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan trong trường hợp hòn đảo này bị tấn công. Sự căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc cũng đang được cả thế giới quan tâm. Sau những dự đoán chính xác về tình hình thế giới, thần đồng Abhigya Anand tiếp tục đưa ra những lời tiên tri đáng lo ngại về tương lai. Nguy cơ xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba trong khoảng năm 2029 đến năm 2032. Các loại virus tiếp tục biến đổi và chưa nhìn thấy điểm dừng. Căng thẳng địa chính trị trên thế giới vẫn tiếp diễn. Thảm họa khí hậu khắc nghiệt xảy ra tại nhiều quốc gia. Gần đây nhất, sau khi xảy ra thảm kịch dẫm đạp ở Itaewon, Hàn Quốc, một số người cho rằng thần đồng tiên tri Ấn Độ Abhigya Anand đã dự đoán chính xác sự việc này. Sở dĩ một số người tin như vậy là vì vào ngày 20 tháng 10, thần đồng tiên tri Abhigya tiên đoán rằng trong 2 tháng tới, thế giới sẽ có 12 quả bom chưa nổ. Chưa hết bàng hoàng, mới đây, trong video được đăng tải lên YouTube gần đây của Abhigya Anand với tiêu đề Tại sao thế giới lại đối mặt với hạn hán, biến đổi khí hậu và chiêm tinh học? Cậu chỉ ra rằng, cứ sau 10 năm, trái đất lại bước vào một chu kỳ mới. Điều này cũng được nhắc đến trong những video trước đây của nhà tiên tri nhí.
Trong đó, cả vấn đề xã hội, kinh tế, địa chính trị và môi trường tự nhiên đều thay đổi. Abhigya Anand cho biết, chu kỳ mới đã bắt đầu vào năm 2020. Chính vì vậy mà trong gần 3 năm qua, thế giới đã phải trải qua rất nhiều cuộc khủng hoảng và những thay đổi không ai ngờ, ví dụ như đại dịch COVID-19, khủng hoảng năng lượng, khủng hoảng kinh tế, biến đổi khí hậu hay những cuộc xung đột địa chính trị. Trong chu kỳ mới, Abhigya Anand cho rằng sẽ có nhiều sự thay đổi liên quan đến vấn đề môi trường và thiên nhiên. Dù mới chỉ trải qua gần 3 năm tính từ đầu năm 2020, nhưng thế giới đã phải chứng kiến rất nhiều thiên tai, thảm họa tự nhiên. Thần đồng tiên tri 16 tuổi thẳng thắn nói rằng con người có thể phải đối mặt với vấn đề thiếu lương thực nghiêm trọng. Nhiều người không có đồ ăn, thức uống. Điều này cũng sẽ làm thay đổi đáng kể cách con người tạo ra lương thực. Abhigya Anand cho biết trong vòng 400 năm qua, con người đã đặt ra nhu cầu của số ít lên trên số đông, khiến trái đất bị tổn hại bởi quá trình công nghiệp hóa nhanh chóng. Thần đồng Ấn Độ cảnh báo rằng con người đang bước vào thời kỳ khó khăn, đặc biệt là vấn đề an ninh lương thực trong 20 năm tới. Vì vậy, con người cần có một cuộc cách mạng xanh để khắc phục vấn đề ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu, nhận thức được tầm quan trọng của nguồn thực phẩm đối với sự sống, nếu không sẽ để lại những hậu quả nghiêm trọng. Trong video được đăng tải lên YouTube gần đây của cậu bé người Ấn Độ này với tiêu đề Tại sao thế giới lại đối mặt với hạn hán, biến đổi khí hậu và chiêm tinh học? Cậu đã chỉ ra rằng cứ 100 năm, trái đất lại bước vào một chu kỳ mới. Điều này cũng được nhắc đến trong những video trước đây của nhà tiên tri nhí. Trong chu kỳ mới này thì cậu bé cho rằng sẽ có nhiều sự thay đổi liên quan đến vấn đề môi trường và thiên nhiên. Dù chỉ mới trải qua gần 3 năm tính từ đầu năm 2020, thế nhưng thế giới đã phải chứng kiến rất nhiều thiên tai, thảm họa từ tự nhiên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!